Yêu phiền đẹp nhất màn ảnh, Vũ Giáo Huê vẫn khiến nhiều người điêu đứng vì ngàn sắc. Nữ diễn viên Trần Hồng được mệnh danh là điêu phiền đẹp nhất màn ảnh, ở tuổi U60 vẫn khiến nhiều người điêu đứng vì ngàn sắc trẻ trung, xinh đẹp. Diễn viên Trần Hồng, sinh năm 1968, sống tại Trung Quốc, bao lâu nay vẫn được mọi người ngưỡng đến từ tài diễn. Điêu phiền trong Tam Quốc diễn nghĩa vào năm 1994. Sau bộ phim này, nữ diễn viên được đánh giá là điêu phiền đẹp nhất màn ảnh. Với vẻ đẹp trong sáng, dáng người nhỏ nhắn, cô sớm được nhiều đạo diễn để bắt tới và dần xuất hiện nhiều trong các bộ phim cổ trang như Phí Tân Giang, Mấy Độ Tịch Dương Hồng, Đại Minh Cung Tử. Thậm chí, sắc đẹp của nữ diễn viên còn giúp cô được nhiều người gọi là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc. Người ta nói rằng cô chính là hình ảnh thực tế nhất của một trong thứ đại mỹ nhân điều khiển. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Hồng đã rất xinh đẹp với đôi mắt to long lanh, gương mặt tán điêu. Cô đặc biệt yêu thích ca hát và nhảy múa lại được cha mẹ rất ủng hộ. Khi còn học trung học, nhờ sở hữu nhan sắc nổi bật nên Trần Hồng được rất nhiều nam sinh mến mộ và theo đuổi. Với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, Trần Hồng theo học học viện khí tích Thượng Hải. Với dáng người đẹp, ngoại hình ưa nhìn và hoàn toàn tự nhiên, đậm chất phương Đông, cô được rất nhiều đạo diễn để mắt tới và lựa chọn vào các vai diễn trong phim cổ trang. Năm 18 tuổi, Trần Hồng đã được chọn tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Yêu Trai. Vào thời điểm đó, diễn viên hoàn toàn dựa vào nhan sắc tự nhiên không hề chỉnh sửa, và vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi cô đã thể hiện trọn vẹn nét duyên dáng và quyến rũ của nhân vật. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Hồng thành công bước chân vào nhà hát quốc gia Trung Quốc và trở thành diễn viên kịch. Sau đó, cô còn tiếp tục tham gia nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình như Phí Tân Giang, Mấy Độ Tịch Dương Hồng, Đại Minh Cung Tử. Tuy nhiên, vai diễn ấn tượng nhất giúp cô tạo được tiếng tăm vang dội là vai điêu phiền trong Tam Quốc diễn nghĩa bản năm 1994. Nhiều khán giả truyền hình sau khi xem xong cũng phải công nhận Trần Hồng sinh ra để đóng nhân vật tại mỹ nhân này và cô thực sự làm cho vai diễn này trở nên sống động hơn. Xinh đẹp, tài năng nhưng Trần Hồng cũng bị gắn mắt tiểu tam khi yêu đương với vị đạo diễn nổi tiếng hơn cô 16 tuổi là Trần Khải Ca. Thời điểm đó, Trần Khải Ca đã có mối quan hệ tình cảm 8 năm với MC Quốc Dân Nghĩa Bình. Nhưng cuối cùng vì đã say đắm nhan sắc mỹ nhân và khiến Trần Hồng có thai nên cả hai đã chia tay. Kể từ đó, Khải Ca bị gắn mắt cha nam, còn Trần Hồng cũng mang tiếng tiểu tam ghê gớm nhất khi dám gặp trực tiếp chính thức yêu cầu nhiều người yêu. Hiện tại, Trần Hồng đã kết hôn với Trần Khải Ca và cả hai có tới nhau 2 người con. Nhiều năm trôi qua, giờ đây Trần Hồng đã 56 tuổi, cô vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ bởi bề ngoài trẻ trung khó tin, thậm chí như một cô gái đôi mươi. Dù trải qua 2 lần sinh nở, Trần Hồng vẫn duy trì được thân hình thon gọn lý tưởng với trọng lượng chỉ hơn 45kg. Cô từng thành công giảm 10kg chỉ trong vòng 3 tháng, tạo nên một tấm gương truyền cảm hứng về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Cô thậm chí từng lọt vào Hot Search vì dù đã ngoài 50 tuổi nhưng có ngoại hình và vóc dáng đẹp nhiễm chê, nhiều gái trẻ cũng phải ghen tị. Khí chất của Trần Hồng thậm chí còn được khen ngợi có thể đủ để đè đẹp thế hệ đàn em. Chia sẻ về phương pháp dưỡng dáng, Trần Hồng không tiết lộ nhiều, cô chỉ tiết lộ bí quyết nằm ở 3 chữ, phải nhịn nhược. Theo nàng yêu thuyền đẹp nhất màn ảnh, chỉ cần bạn có thể chịu đựng được việc không ăn vặt và ăn ít hơn thì có thể giảm cân thành công.